Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt các thế hệ quân đội nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh 23 tháng 8 năm 1945, 23 tháng 8 năm 2024. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh. 79 năm qua, cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và giải quyết cơ bản vấn đề Phun Rô vào năm 1987. Trong giai đoạn đổi mới từ năm 1986 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng được nâng cao. Lực lượng vũ trang tỉnh được Đảng, Nhà nước, quân đội và các cấp các ngành trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Đặc biệt, ngày 23 tháng 6 năm 2023, vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định, những thành quả đạt được trong suốt 79 năm qua có sự đóng góp rất lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ, kế thừa và phát huy truyền thống, trung thành vô hạn, đoàn kết kỷ cương, tự lực tự cường, quyết chiến, quyết thắng. Thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đoàn kết nỗ lực, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh và đối ngoại, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại trong tình hình mới. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng 31 huy chương chiến sĩ vẻ vàng hạng nhất, nhì, ba cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị.